Sáng ngày 27 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 22 bị cáo gây thiệt hại tài sản nhà nước tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Trần Văn Tám, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, 5 năm 6 tháng về hai tội danh, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, bị cáo Mai Tuấn Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc VEC, bị đề nghị 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, 4 năm tù. Lê Quang Hào, cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, 2 năm tù. Nguyễn Tiến Thành, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án thuộc VEC, 30 tháng tù. Hoàng Việt Hưng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án thuộc VEC, 2 năm tù. Các bị cáo còn lại, gồm các cựu cán bộ Ban Quản lý Dự án, liên danh nhà thầu và kỹ sư, lĩnh các mức án từ 24 tháng án treo đến 6 năm tù. Hội đồng xét xử kết luận, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thông xe từ tháng 9 năm 2018, nhưng khi vừa đi vào sử dụng, cao tốc xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Theo bản án, hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo là nguyên nhân trực tiếp khiến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng, nhưng vẫn được đưa vào vận hành và hư hỏng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng. Sáng ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, đêm 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 10, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một khu lán trại dành cho công nhân xây dựng tại khu công nghiệp Quang Châu ở huyện Việt Yên. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 24 giờ ngày 26 tháng 10. Thời điểm đó, các công nhân đang ngủ thì lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng bao trùm khu lán trại. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Việt Yên và đồn Công an Quang Châu tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 2 giờ chữa cháy, tới rạng sáng nay, vụ hỏa hoạn đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi 4 nhà tạm, làm bằng khung sắt, lợp mái tôn, diện tích khoảng 1.600m², một số xe máy và vật dụng sinh hoạt của công nhân. Vụ cháy đã làm một công nhân tử vong. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, trưởng ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, theo Nghị định số 167 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt Ban chỉ đạo 167, tại cuộc họp Ban chỉ đạo 167 tháng 10 năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phê bình Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, SATRA, không thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc phối hợp thực hiện di dời, bàn giao nhà, đất, số 420 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Đồng thời, giao SATRA khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản, Vissan, các đơn vị chức năng xác định cụ thể thời gian bàn giao nhà, đất, nêu trên, giao Sở Tài nguyên Môi trường xem xét, xử lý việc thuê ngắn hạn nhà, đất, nói trên, trong thời gian chờ thực hiện di dời và bàn giao. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sắp xếp lại nhiều cơ sở nhà, đất khác. Trưởng ban chỉ đạo 167 giao Sở Tài chính dự thảo văn bản, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thường trực thành ủy về việc tiếp nhận nhà, đất, số 124 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, cho Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để xây dựng mới trụ sở của vụ công tác phía Nam, Tòa án Nhân dân tối cao tại số 26 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Ngày 27 tháng 10, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận bệnh nhi được cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đã tử vong sau khi nhập viện. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 10, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Xe cứu thương do anh Võ Văn Huy, 38 tuổi,
trú tỉnh Đắk Lắk điều khiển, đang lưu thông từ hướng Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh. Trên xe chở bệnh nhân 1 tuổi đi cấp cứu và người thân của cháu. Đến địa điểm trên, bất ngờ tài xế mất lái, xe lao lên dải phân cách giữa, tông vào trụ đèn chiếu sáng, lật sang phần đường theo hướng lưu thông ngược lại. Bệnh nhân 1 tuổi được người dân gọi một xe cứu thương khác để đưa đến trung tâm y tế huyện Đắk Rơ Lấp cấp cứu, nhưng đã tử vong. Tài xế và người thân của cháu bé đi cùng trên xe bị thương nhẹ, xe cứu thương hư hỏng nặng. Ngày 27 tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Thế Năng, sinh năm 1959, nguyên tổng giám đốc tổng công ty Vinafood 2, và Đinh Trường Chinh, sinh năm 1974, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hưng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hai bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Trong ngày 26 tháng 10, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên, theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước.